Anh tên gì anh? Anh tên gì ạ? Thành. Thành hả? Anh Thời hả? Thời. Vậy anh tới Thời đem gặp anh nè. Anh gặp em là anh tới Thời rồi đó. Không, không, không có gì ngon đi nha, đừng. Ngoài không có gì ngon nha. Có tỏi nè. Đang chữa bệnh cho Lâm. Em ơi hãy gửi lời chúc sức khỏe cho anh đi, bấm kiếm số 1. Tụi anh uống gì một chùm thế ghê vậy anh? Lâm là người quá chất mà, ngày nào uống gì vậy? Quay, ngày nào uống quay rồi uống mấy cái nước tăng lực rồi. Anh ơi cho em biết cái này thuốc gì vậy? Tăng ngực rồi ba cái thuốc gì? Biết đâu mà. Một ngày nào uống bụm vậy. Có uống gì bay được không? Mẹ rất khỏe nha, nhưng con rất mệt. Ổn đúng không anh? Ổn, ổn. Dạ. Là anh làm y tá ở bệnh viện nào vậy? Bên khu nhân y. À ok ok, em tin anh nha. Mà anh nghỉ lâu rồi. Anh nghỉ lâu rồi. Để uống nước cái sẹt. Anh nghỉ lâu rồi hả? Để giữ cái đồn vô chức chứ thôi. Không... Ai vậy? Như kế hoạch thôi. Anh em bị đứt, anh cho em một cái bông, một cái gì đó, một cái... Thưa quý vị, hiện tại chúng tôi đã quay chương trình 2 ngày 1 đêm. Hả? 11 giờ. Và đây là bối cảnh mà đoàn chúng tôi sẽ ngủ tại đây. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, sẽ đi review chỗ má tôi ngủ cho. Anh, em bé khỏe không anh? Thai vẫn còn giữ anh hả? Ổn. Giữ được cháu không anh? Được không anh? Con em sao anh? Bác sĩ! Con em sao? Động thừa. Con trai hả? Ông đeo chích ra làm chi vậy? Anh này chích cho em một mũi an thai được không? Được rồi. Ông sẵn rồi em ơi. Ông sẵn nha. Ê thuốc gì lộn nhông nha. Ông để thuốc gì là dễ uống lộn nha. Thuốc gì mà một bọc như bọc rau vậy? Được không? Em nghi ông này xưa chích heo rồi hay sao anh ơi, em thấy cái đồ ghê nè. Ổn không? Ổn không? Đây nước biển hả anh? Đây nước biển hả anh? Đó trời rồi. Dạ. Đúng. Lấy tiền. Khi người nhà vô thăm kìa, chị thăm em hả chị Dung? Anh Quy rồi, anh ổn không? Làm món đi nghe. Đang ăn nè. Trời đất ơi. Đưa máy cho anh Hoàng. Đừng tắt nha em. Đó. Cảm ơn bác sĩ. Nghe chắc nghe tiêu quá. Cảm ơn thần y. Đại phu. Không biết là có qua nổi đêm nay không anh? Anh ơi cái miệng của anh á. Anh ơi đất lạ quê ngược anh ơi. Rừng thiên nước độc. Bớt nói lợi giùm em. Anh xoay ra dẻ quá. Uống ép vô phải liền Lâm. Ép thôi uống đi. Yêu người. Thưa quý vị, chủ nhật này sẽ có tập 2. Mong mọi người hãy ủng hộ anh em chúng tôi. Để chúng tôi có thêm động lực để làm những tập hay hơn, hấp dẫn hơn. Tôi giỡn thôi mọi người à. Đóng cửa rồi. Gì vậy? Anh Thời ơi, nhẹ nhẹ thôi anh Thời. Rồi, nở nhạc. Tèo. Ôi anh ơi, cái miệng anh nó sao anh phái vậy quá. Anh đi ra dẻ quá. Đau anh ơi, nhẹ thôi. Đau. Mạnh vô anh. Thuốc đắng giả tật. Sức nhiều vô anh. Ê, hình như mỗi chỗ là mỗi y tá khác nhau phải không em? Uống miếng nước cho lành bệnh. Đúng rồi ạ. Uống miếng nước cho lành bệnh. Đợt trước cái bà y tá mà không làm được cái gì nha. Nói gì bà tới lui quá trời. Bà tới bị lui bà xin chụp hình không? Thôi chị ơi em bị trật cái cổ vậy. Bà cười đó chị không massage em ơi. Nói em không có em nè em giật lộn bị trật cổ á. Bà xin chụp hình không? Sao anh không mặc áo lưu trắng anh? Sao anh mặc áo lưu trắng gì?
Ồ, mẹ phức tạp hả? Thế anh về anh đâu? Gà lan hồi xưa anh bọc đi nha. Có không? Này là vitamin này ok nè. Này là E cup. À cái này thuốc trị rụng lông mèo nè. Ủa vậy là anh bên thú y qua hả? Đếp chi không quay cho bên thú y qua. Không quay chứ. Thuốc này đúng không? Em mới uống thuốc này đúng không? Đúng rồi. Ủa cái này trị ghẻ chó nè. Thì đó cho ông quà nó thấy được đó. Quà có thích thú gì không em? Hồi xưa ba em làm nghề thích thú heo. Ủa vậy hả? Giờ em cũng học lắm lắm. Phải không? Thôi bớt đi quà. Em hay thể hiện quá. Thiệt mà. Vì ba làm miếng cá đó. Nhưng bữa này nhìn là biết không phải chích heo rồi. Tại cái kim nhỏ này chích mèo. Chim heo bự sư nè. Đúng rồi. Anh ăn cơm chưa? Ăn rồi chứ. Anh à ở không ăn nhanh ha. Ủa là hiện tại anh đang làm bác sĩ hả? Thiệt không? Bác sĩ sao? Thiệt không? Thiệt. Lát nữa mà em đứng dậy mày quay được, ông là bác sĩ. Chứ đứng không quay được. Đứng dậy phải tin là ok. Đó hư nghiệp á. Làm cái gì vậy? Gì mà không like gì? Trời ơi gái Đồng Nai. Sắc chưa? Nhìn hay hay ha. Đưa mẹ anh coi coi. Quá là đẹp quá mà. Đứa con nhỏ bà mẹ bà mua guốc cho tôi mang được không đó? Bà tôi đi học đó. Cái bà lấy cây son của bà tí 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 là mẹ đánh cho miếng. Con bầm 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 như không? Mẹ gái hả? Ừ. À, con đi học các bạn hỏi sao môi đỏ nó môi tự nhiên. Má tôi đó, mẹ nhớ không? Mẹ rõ ràng mẹ sơn môi cho con. Con bóng hay không là nhờ hôm đó đó. Quá trời. Mẹ gái đẻ hai đứa trai. Thiệt sự. Mà đúng đúng không? Đi học đó em. Mà nói tí 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 lại đây con, lại đây lại đây. Hỏi gì mẹ? Để mẹ đánh son cho. Lại đây lại đây. Nghe tao mẹ đánh đi mà. Nè, đi học có ai nói sao môi đỏ? Nói son từ môi tự nhiên cho con. Đó môi đánh đó, môi nhiễm chì đó. Ngày xưa bác thầy son chì không đó. Ngày xưa bà mua hũ kem là hai má con bắt đầu sức chung. Con chú biết lời chú dặn gì đó. Con lấy biết ấm. Rồi con lấy ra cái trộn nước ấm. Con rửa xà cái bề mặt ngoài á. Cho cái mặt bạn ấm gì lần nó đi hết tay là ngon. Bị gì vậy? Chẳng bị gì. Mình vệ sinh cho nó ngon. À chả bò. Được sao mẹ đi nữa không vậy? Thấy mẹ đuối vậy? Đuối chứ sao đuối? Bà già là tội nghiệp bà ghê không? Già khỏe không anh? Khỏe không? Gác mi mà quay thế con đi nha. Mặc y chang mẹ đã cá rồi nha. Lắm, mẹ cầm đi mẹ cầm đi. Lắm, đi y chang thì còn luôn. Thấy không? Đi y luôn. Đúng rồi. Giống cha nó cả, nó ngồi sau cái vợ ấu ai cũng thấy. Tụi thấy cái tướng đi giống y chị Phượng á. Cái mau quay gì mà quá trời. Gì cái môi đó mà giờ ai biết nha. Cái môi chị quá trời chị ơi.